Quỳnh Hương mến chào cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm nay Hương sẽ quay lại một cái lô cúc mâm xôi cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây là cúc mâm xôi mà bên Hương làm đang chuẩn bị đón Tết năm 2022 nha cả nhà. Đây, cả nhà thấy đẹp không? Rất là nhiều luôn nha cả nhà. Này, nếu cả nhà mình muốn chưng Tết hoặc là kinh doanh thì hãy inbox cho Quỳnh Hương với số điện thoại để dưới phần tiêu đề nha cả nhà. Đây, cái tàn nó là được cái nón lá hơn rồi nha cả nhà. Đây, bông thì nó như thế này đây. Rất là đẹp luôn. Rồi cả nhà mình có nhu cầu chưng bông Tết hoặc là kinh doanh thì hãy inbox ngay cho Quỳnh Hương với số điện thoại để dưới màn hình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà.